Xin chào mừng tất cả các em đến với kênh Thầy Chính Vật Lý. Nếu đây là lần đầu tiên các em biết đến kênh này, thì thầy xin giới thiệu một vài chi tiết để chúng ta theo dõi cái video được tốt hơn. Thì trong phần hôm nay đó, thì thầy sẽ giải cái bài các bài tập về cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Trong cái cuốn sách này thì nó có 4 phần: cơ học, nhiệt học, điện học và quang học. Và thầy sẽ giải lần lượt từ bài 1 ở phần cơ học, giải cho đến hết cuốn sách. Và mỗi một ngày thì thầy sẽ up lên một cái bài giảng chúng ta tiện theo dõi. Và thầy nghĩ rằng là nếu để chúng ta mà học tập được tốt á, thì thầy nghĩ là chúng ta nên mỗi một bạn là nên có một cái cuốn sách cho mình. Thì cũng rất là dễ dàng thôi, mình ra ngay cái tiệm sách ở gần nhà mình, ở gần nơi mình ở nhé, để mình có thể sở hữu cho mình một cuốn. Còn nếu các bạn mà lười á, thì thầy có cái phương án cho các bạn. Thì hiện nay là các cái trang thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee họ bán rất là phổ biến. Thì thầy cũng đã tìm và cái đường link thầy để sẵn ở dưới cái phần mô tả đó. Thì chúng ta nếu mà mua qua các sàn thương mại điện tử thì chúng ta chỉ cần kích vào các cái đường link đó, thì đến những cái sàn thương mại đó thì chúng ta mua nó rất là tiện, và họ có thể ship tận nhà cho chúng ta. Và hy vọng rằng là các em là khi có cuốn sách rồi thì mình sẽ học tập được dễ dàng và tốt hơn. Và bây giờ thì mời các bạn là theo dõi tiếp ở cái bài học ở phần phía sau. Rồi, xin chào mừng tất cả các em quay lại cái bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta giải đến bài 248 ở phần nhiệt học trong cái cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Rồi, đề bài như sau. Trong một bình có tiết diện thẳng là hình vuông, được chia làm 3 ngăn như hình 2.3. Hai ngăn nhỏ có tiết diện thẳng cũng là hình vuông, có cạnh bằng nửa cạnh của bình. Đổ vào các ngăn đến cùng một độ cao 3 chất lỏng. Ngăn 1 là nước ở nhiệt độ T1 bằng 65 độ. Ngăn 2 là cà phê ở nhiệt độ T2 bằng 35 độ. Ngăn 3 là sữa ở nhiệt độ T3 bằng 20 độ. Biết rằng thành bình cách nhiệt rất tốt, nhưng vách ngăn có thể dẫn nhiệt. Nhiệt lượng truyền qua vách ngăn trong một đơn vị thời gian tỷ lệ với diện tích tiếp xúc của chất lỏng và với hiệu nhiệt độ hai bên vách ngăn. Trong sau một thời gian thì nhiệt độ ngăn chứa nước giảm delta T1 bằng 1 độ C. Hỏi ở hai ngăn còn lại nhiệt độ biến đổi bao nhiêu trong thời gian nói trên. Coi rằng về phương diện nhiệt thì ba chất nói trên là giống nhau. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của bình với môi trường. Rồi, để làm bài này thì đầu tiên là thầy vẽ lại cái hình. Trên cái hình này để chúng ta hình dung, để chúng ta làm. Thì cái đầu tiên là có một cái hình vuông lớn, đúng không nè? Đó. Cái hình vuông lớn. Rồi để thầy ba sáu ô. Rồi, đây một cái hình vuông như thế này, được chưa? Thì ở giữa đây ngăn ra, đúng không? Rồi, tiếp tục người ta ngăn cái này làm đôi nữa. Thì cái đây là cái tiết diện thẳng, cái mặt cắt của cái hình này, cái hình nhỏ là hình vuông này, hình này hình vuông này. Thì trên này á, cái hình này á, là nếu mà ngăn đôi ra thì nó có hai hình vuông bên này, nên là cái lượng chất mà ở trong cái ô lớn này sẽ gấp đôi cái lượng chất bên này nếu đổ đầy cái mặt nước, cái mặt bình ở trên đó, được chưa? Thì đầu tiên á, là các bạn phải hình dung được đây là cái mặt cắt thôi. Mình tưởng tượng mình nhìn từ trên xuống, mình nhìn thấy cái mặt của cái hộp á, thì bên trong nó sẽ có cái độ sâu trong đó, hình dung ra không? Đó, và chiều dài của các cạnh, ví dụ như cái hình vuông nhỏ này thì chiều dài các cạnh nó là bằng nhau hết, thì nó đều là cái cạnh này hết. Này là có thể là cạnh A, thì đây là cạnh A, đây là cạnh A, đây là cạnh A, thì cái độ sâu nó cũng vậy luôn, hình dung ra không? Đó, còn ở trên này vẽ thì thầy không vẽ được cái hình 3D cho mình, nên là mình phải tưởng tượng mình hình dung ra. Cái bề mặt này cũng vậy, đây là cái mặt trên, mình nhìn xuống từ trên xuống dưới á, mấy bạn, là mình thấy cái mặt như thế này, giống như cái hộp mứt á ha, mình đứng mình nhìn xuống mình thấy cái bề mặt của nó thôi. Còn cái độ sâu của nó nữa thì người ta mới đổ tí, người ta đổ chất lỏng vô đây. Thì cái này nè, cái ô này người ta gọi là ô số 1. Cái ô này là họ đựng cái gì đây? Ô số 1 là chứa nước. Này, cái này là nước.
và ở nhiệt độ là T1 là bằng 65 độ C. Đây là ô số 2. Ô số 2 này là chứa cái gì? Ngăn 2 là cà phê. Và có nhiệt độ là T2 là bằng 35 độ. Và ngăn số 3 này là chứa sữa. Có nhiệt độ T3 là bằng 20 độ. Rồi. Thì để làm cái bài này á thì trước tiên là thầy sẽ phân tích ra một số cái ý để cho chúng ta nắm, rồi sau đó chúng ta đi viết phương trình. Thì cái khó ở đây á là chúng ta phải đọc thiệt là kỹ để chúng ta biết cái cách mình viết cái phương trình. Đó, mình phải phân tích những cái nhỏ nhỏ ra rồi sau đó thầy kết nối nó lại. Chúng ta hình dung cái cách làm không? Chứ còn mà chúng ta đọc liền một lúc cả một bài thì chúng ta sẽ rất là khó để chúng ta hình dung ra làm cái gì. Nên là thầy sẽ phân tích một số cái điểm mấu chốt mà chúng ta cảm thấy nó khó hiểu để chúng ta viết cái cách viết. Có nghĩa là bây giờ thầy làm nháp trước và sau đó thầy đi viết theo cái hướng mà thầy phân tích cho chúng ta đó. Vậy đầu tiên là mình hình dung là ở đây nó có 3 ô, thì ô số 2 với số 3 nếu đổ chất lỏng vô đầy thì cái khối lượng, nếu mà cùng một loại thì khối lượng chất lỏng ở hai bên này là nó sẽ bằng nhau, nó sẽ như nhau, đúng không? Đó. Rồi, còn cái một đây nè. Cái một này là nó sẽ gấp đôi, cái lượng chất lỏng nó sẽ là gấp đôi ha, so với bên này. Đó. Bây giờ mình để ý câu này của họ nè. Coi rằng về phương diện nhiệt thì ba chất nói trên là giống nhau. Có nghĩa là họ cho nước, sữa với cà phê là để mình phân biệt nó là ba loại chất thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta phân tích cặn kẽ ra đó thì khối lượng nước nó sẽ khối lượng, ví dụ em đổ đầy vô thì cái khối lượng nước bên này nó sẽ, ví dụ như 2 với 3 cho dễ, thì hai cái ngăn này là nó cái diện tích bên nhau trong là nó như nhau. Và cái thể tích nó sẽ như nhau. Và nếu chúng ta đổ đầy cái mặt chất lỏng thì cà phê với sữa, bởi vì khối lượng riêng nó khác thì nó sẽ không giống nhau đâu, đúng không? Có thể là khối lượng cà phê, à có khối lượng sữa nó lớn hơn khối lượng cà phê, đúng không? Mình tính ra như vậy. Nhưng ở đây là mục đích là người ta nói về phương diện nhiệt thôi, nên là tạm thời coi như rằng là khối lượng sữa với khối lượng cà phê là như nhau, hình dung ra không? Và cái nhiệt dung riêng của nó cũng như nhau để nó trao đổi nhiệt thôi. Có nghĩa là cái ý của câu người ta nói là như vậy đó. Đây nè, tí nữa viết phương trình nhưng mà thầy nói trước cái chỗ đó là coi rằng về phương diện nhiệt thì ba chất nói trên là giống nhau. Thực ra ba chất đó coi như là một chất, ví dụ là nước thì coi như ba cái ngăn này đều chứa nước hết, nhưng mà chẳng qua là họ cho cái tên gọi khác nhau để mình phân biệt ra, hình dung ra không? Đó. Còn thực ra là vì đây là để cho dễ làm nên họ mới dùng cái từ là coi rằng, có nghĩa là họ cho ra cái điều đó, còn thực tế là nó không bằng nhau. Nhưng mình không thể làm theo thực tế được, bởi vì làm mà theo thực tế là vô cùng phức tạp nữa, nên họ cho như vậy để cho mình dễ làm, được chưa? Là cái phân tích thứ nhất. Cái phân tích thứ hai là bây giờ mình muốn viết phương trình, là cái căn cứ để mình viết phương trình là chỗ nào. Cái chỗ này đầu tiên mình hiểu là thành bình thì cách nhiệt rất tốt, có nghĩa là cái thành bao bên ngoài đây nè, cái hình vuông lớn này nè, là nó sẽ không tỏa nhiệt ra bên ngoài, bên ngoài cũng không trao đổi nhiệt vô bên trong, ý là như vậy. Có nghĩa là chỉ có ba chất bên trong này trao đổi nhiệt thôi, và giữa các chất này là có các vách ngăn, ví dụ giữa một và hai là có cái đường vách ngăn đây, giữa hai và ba có cái vách ngăn đây, giữa ba và một có vách ngăn đây, thì giữa các vách ngăn đó thì lại trao đổi nhiệt được. Đó, ý người ta muốn nói là như vậy. Rồi tiếp nữa, bây giờ cái chỗ này là viết phương trình này là nhiệt lượng truyền qua vách ngăn trong một đơn vị thời gian tỷ lệ với diện tích tiếp xúc của chất lỏng và với nhiệt hiệu nhiệt độ hai bên vách ngăn. Cái câu này cực kỳ quan trọng, em hiểu được cái câu này, em đưa ra được phương trình thì em sẽ viết được, hình dung ra không? Đó, thì bây giờ này, nhiệt lượng truyền qua vách ngăn, và nhiệt lượng là mình ký hiệu chữ Q nè, được chưa? Đó. Truyền qua vách ngăn trong một đơn vị thời gian, có nghĩa là trong một thời gian nào đó, không biết bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, nhưng mà cứ gọi là T nào đó, ha. Nó tỷ lệ, đây nè, trong một đơn vị thời gian tỷ lệ với diện tích tiếp xúc, tỷ lệ là có nghĩa là nó sẽ có một cái hệ số K nào đó, K là hệ số tỷ lệ. Được chưa? Luôn luôn cho hệ số tỷ lệ vô. Với diện tích tiếp xúc, diện tích là ký hiệu là chữ S,
Đó. Rồi. Diện tích tiếp xúc của chất lỏng và với hiệu nhiệt độ hai bên vách ngăn. Hiệu nhiệt độ có nghĩa là delta T, mình lấy nhiệt độ cao mình trừ đi nhiệt độ thấp. Vậy thì tùy theo trường hợp mình cũng không biết nhiệt độ T nào trừ T nào hết, không biết T1 trừ T2 hay T2 trừ T3. Nhưng mà mình hiểu cái delta T này á là cái hiệu nhiệt độ, mình sẽ lấy nhiệt độ cao mình trừ đi nhiệt độ thấp. Tí nữa trong trường hợp cụ thể nào thì chúng ta sẽ làm cái trường hợp đó. Còn đây là đang nói tổng quát cái cách để chúng ta viết phương trình. Vậy thì với câu đó chúng ta có thể viết là Q bằng K nhân S nhân delta T. Với K là hệ số tỷ lệ, S là diện tích của cái vách ngăn đó. Còn delta T là mình lấy nhiệt độ cao mình trừ đi nhiệt độ thấp. Cái này là gọi là hiệu nhiệt độ giữa hai bên cái vách ngăn. Rồi, về cái câu đó là mình phải viết được cái phương trình này. Vậy thì nếu nó có 3 trường hợp thì chúng ta viết 3 lần, 5 trường hợp thì chúng ta viết 5 lần. Thì nó cũng dựa trên cái nền này thôi, chẳng qua nó khác cái số liệu thôi. Chúng ta hình dung ra không? Rồi. Nên là thầy đi theo cái hướng đó để thầy viết cái này. Rồi. Còn một cái yếu tố họ cho nữa nè, đó nè. Sau một thời gian thì nhiệt độ ngăn chứa nước giảm đi delta T1 bằng 1 độ C. Đó là một chỗ để mình viết phương trình nữa. Vậy là từ nãy giờ thầy phân tích chúng ta ba bốn ý tách biệt ra để mình hiểu cái cách, tí nữa thầy sẽ đi viết. Hình dung ra không? Rồi, thì sau khi chúng ta hiểu sơ lược cái bài họ nói cái gì rồi thì bây giờ thầy mới đi viết nè. Thì thầy đi viết phương trình thì dựa vào cái câu của người ta nói là gì? Đây nè, là nhiệt lượng mà truyền qua vách ngăn thì nó tỷ lệ với diện tích tiếp xúc, tỷ lệ với delta T. Nhưng bây giờ mình thấy nè, trên cái hình vẽ mình nè, có mấy cái vách ngăn là nó sẽ thông nè, từ 1 đến 2 là nó thông qua cái vách ngăn từ đây đến đây nè. Đó. Đây nè, tới chỗ đây thôi. Hiểu không? Đây nè, cái vách ngăn đây nè. Cùng một màu nhưng mà sẽ tách lại. Đó, vậy là từ đây đến đây là giữa chất 1 và chất 2 nó sẽ trao đổi nhiệt với nhau. Từ 1 đến đây là cái vách ngăn này là nước và sữa nó sẽ trao đổi nhiệt với nhau. Còn cái vách ngăn với đây là 2 với 3, vậy là nó có 3 lần để mình viết. Đúng không? Bởi vì nó thông qua ba cái vách ngăn đó. Thì mình thấy là cái cạnh này đều là, giả sử cái cạnh này là đặt là A đi, thì cái diện tích tiếp xúc của nó, cái độ sâu nó cũng là A, bởi vì nó là cạnh của hình vuông. Thì bên này cũng vậy và bên này cũng vậy, thì diện tích tiếp xúc của nó là như nhau. Chúng ta thấy không? Đó, mình có thể mình gọi S là diện tích tiếp xúc giữa vách ngăn, đúng không? Đó, vậy thì để mình viết là mình đây nè, trước sau gì thầy cũng viết cái này thì thầy gọi cái đó ra trước đó. Rồi, gọi nè, S là diện tích tiếp xúc giữa giữa đây nè, đâu rồi, của cái vách ngăn đúng không? À, gọi S là diện tích tiếp xúc của vách ngăn giữa hai chất lỏng. Đó. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ thầy muốn viết theo cái này nè. Thì bây giờ mình thấy là rõ ràng thầy phân tích ở đây là nó có 3 lần trao đổi nhiệt, là 1 với 2, 2 với 3 và 1 với 3. Nên thầy sẽ dựa vô cái công thức này nè, thầy viết 3 lần. Cái phương trình này thầy viết 3 lần, đúng không? Vậy thì viết 3 lần thì nó sẽ, cái lời giải nó sẽ lệch nhau một xíu, nên là thầy có thể là tóm gọn là dùng một cái lời giải thôi cho mình viết được 3 lần, đúng không? Rồi, vậy thì cái này là gì? Cái quy này là dựa vô cái câu này nói nè. Nhiệt lượng truyền qua vách ngăn, đúng không? Trong đơn vị thời gian. Rồi, nhiệt lượng truyền qua vách ngăn trong một đơn vị thời gian. Hai chấm. Tại vì thầy tách làm ba ý, thì ý thứ nhất nè là đối với vách ngăn 1 với 2 đi ha, 1 với 2 có nghĩa là nước với cà phê đó, 1 2. Tại vì trên hình vẽ họ cho rồi thì mình ghi ngắn gọn như vậy người ta cũng hiểu.
thì cái Q này, nhiệt lượng này là lúc này thầy đặt là Q12, được không? Đây nè, chữ Q này là tổng quát. Bây giờ cho ký hiệu là Q12 thì K là như nhau. Diện tích tiếp xúc cũng là S như nhau, đúng không? Ở trên thầy gọi S rồi. Rồi nhân delta T nè. Thì bây giờ mình mới nhìn cụ thể lên đây, một là nước là 65 độ, hai là cà phê là 35 độ, hiệu nhiệt độ thì lấy thằng cao trừ thằng thấp, có nghĩa là lấy 65 trừ 35 có nghĩa là T1 trừ T2. Được không? Rồi thế số vô bằng K nhân S, T1 là 65 trừ 35 là bằng K nhân S, 65 trừ 35 là còn 30. Đó. Với K là đúng là lúc đầu mình gọi cái chữ K trước đi ha, cũng được, còn không là giờ mình giải thích ra. Với K là hệ số tỷ lệ. Đó, cho người ta hiểu nó là cái gì. Còn thực ra khi chúng ta viết thì ai cũng hiểu cái này hết. Đó. Đó là đối với vách ngăn 1 2, được chưa? Thì bây giờ tới cái vách ngăn tiếp theo. Đối với nhiệt vách ngăn tiếp theo đó là 2 3. Đó, 2 3. 2 3 thì thầy có Q 2 3. Thì nó cũng tỷ lệ với, cứ để dựa vô công thức này thôi, thì cũng K là như nhau, hệ số K như nhau, tiết diện S như nhau, nó chỉ khác cái hiệu nhiệt độ này thôi nè. 23 thì cà phê là 35, sữa là 20. Vậy mình lấy T2 trừ T3, đúng không? T2 trừ T3. KS giữ nguyên là lấy 35 trừ 20. Được chưa? Rồi. Đó, làm gọn lại 35 trừ 20 là còn 15. Vậy là K nhân S nhân 15. Được không? Đó. Đây nè. Q12 thì khoanh nó lại để mình hình dung cái ba cái phương trình của mình, phương trình 1 này. Cái này là suy ra Q23 đúng không? Rồi, mình viết được phương trình 2 nè. Còn một vách ngăn nữa đúng không? Rồi, vậy là đối với cái vách ngăn tiếp theo là đối với vách ngăn 1 2 2 3 rồi là 1 3. Vách ngăn là 1 3. Thì chúng ta có Q 1 3. Thì nó cũng tương tự theo cái công thức này thôi, theo cái phương trình này thôi, cũng K nhân S. Nhưng mà nhiệt độ này 1 là 65, 3 là 20 độ, vậy là mình lấy T1 trừ T3 bằng K giữ nguyên, S giữ nguyên. Thế số vô 65 trừ 20 bằng K S, 65 trừ 20 là còn 45, đúng không? Rồi 45. Đó, chúng ta viết được Q13, đây là cái phương trình thứ ba. Rồi. Vậy là nó truyền qua vách ngăn chúng ta viết được ba cái phương trình. Được chưa? Rồi, vậy là chúng ta giải quyết xong cái yếu tố là nhiệt lượng truyền qua vách ngăn trong một đơn vị thời gian tỷ lệ với diện tích tiếp xúc của chất lỏng và với hiệu nhiệt độ hai bên vách ngăn. Được chưa? Đó, mình phân tích từng ý ra như vậy để chúng ta làm cho nó nhẹ nhàng. Chứ gộp vô nhiều là chúng ta rối. Rồi, bây giờ thầy viết cái thứ hai. Cái thứ hai là gì? Họ nói cái câu này nè. Sau một thời gian thì nhiệt độ ngăn chứa nước giảm đi delta T bằng 1 độ. Thì cái này mình viết cái phương trình giống như là mình vẫn viết trước giờ theo công thức là Q bằng M nhân C nhân delta T. Đúng không? Vậy thì cái ngăn chứa nước đây nè. Trong cái ngăn chứa nước này nó sẽ có khối lượng nước M. C là nhiệt dung riêng của nước. Đúng không? Rồi. Còn delta T thì đây họ nói nè là nó giảm đi 1 độ, delta T là độ tăng hoặc độ giảm nhiệt độ là nó giảm đi. Vậy trong đó M là khối lượng của nước trong này, C là khối lượng nhiệt dung riêng của nước. Nhưng mà tí nữa bên này nè, thầy nói luôn là nếu mà cái chỗ mà cà phê này M nhân C cũng như vậy, đúng không? M là khối lượng của cà phê, C là nhiệt dung riêng của cà phê. Nhưng bởi vì họ cho là về phương diện nhiệt nên cái nhiệt dung riêng với cái khối lượng này của chất lỏng này là như nhau, hiểu không? Đó, cái chỗ đó là như vậy nữa. Rồi thì bây giờ thầy mới viết nè. Thì bây giờ mình nói nè, sau một thời gian thì nhiệt độ ngăn chứa nước giảm. Vậy thì bây giờ
Có nghĩa là ngăn chứa nước giảm thì nhiệt độ nó tỏa ra chứ gì nữa, đúng không? Rồi vậy thì mình bây giờ mình viết cái ý đó đây nè. Rồi thầy thầy có cái hình này xuống nhìn cho nó dễ. Đây, rồi xuống dưới. Làm là thầy có cái hình thầy nhìn thầy làm mới được. Không biết mấy bạn là sao ha, làm thì phải dựa vào cái hình. Cái hình nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nhìn vô đó cái mình mới nhớ được cái dữ kiện mình làm. Rồi vậy là nhiệt lượng do ngăn chứa nước tỏa ra là Q. Q này là thầy đặt là Q nước đi ha, Q nước là M nè nhân C nè nhân delta T 1, họ cho là delta T 1. Vậy M với C thì thầy có thể đặt là Q, cái Q này nè bằng Q nhỏ nhân delta T 1 được không? Cái Q này là bằng M nhân C, được không? Cái này là người ta gọi là nhiệt dung đó. Thì với mình bằng Q nhân cho 1, delta T là 1 độ là nhân với 1 là bằng Q. Hiểu không? Rồi. Mình giải thích với Q là nhiệt dung. Chúng ta nhớ là C là nhiệt dung riêng mà nhân với khối lượng của nó thì người ta gọi là nhiệt dung ha. Với Q là nhiệt dung của nước trong hộp chứa, đúng không? Cái hộp chứa đó, đó. Rồi, cái hộp chứa nước rồi cho người ta rõ. Rồi thì theo đề thì ta có cái gì thì mình nhìn trên hình nè. Cái nước này nó giảm nhiệt độ là do làm sao, là nó truyền qua. Bây giờ nè, vách ngăn này là 65 độ, cái này 35, thì có nghĩa là nó truyền từ đây qua đây, truyền nhiệt qua cái vách ngăn này, đúng không? Nó cũng truyền nhiệt qua cái vách này nữa. 65 trừ 20. Chúng ta thấy không? Vậy có nghĩa là nó truyền qua hai cái thằng này. Vậy có nghĩa là cái quy nước này nè là bằng cái quy chỗ này là 12. Đúng không? Cộng với cái nó truyền qua cái vách 3 này là 13. Phải không mấy bạn? Đó. Là họ nói cái điều đó. Được chưa? Rồi, tương đương mình thế số vô nè. QN là bây giờ hồi nãy mình tính ra được cái quy nhỏ này rồi. Rồi bằng quy 12 thì lật lên trên mình coi. Quy 12 nè là bằng K nhân S nhân 30. Cộng quy 13 là K nhân S nhân 45. Rồi mình làm gọn lại cái quy. Bên này KS làm thừa số chung, còn 30 còn 45 là được 75. Vậy là K nhân S nhân 75. Được chưa? Mình đặt, hồi nãy chưa đặt phương trình nào hết thì đặt cái này là phương trình 1. Đặt cũng được ha. Đó, không đặt thì tí nữa mình nhớ mình thế vô thôi. Đó, cái cách viết là như vậy. Hình dung chưa? Rồi. Thế thì họ cho cái dữ kiện là cái nước này nó giảm 1 độ, thì có nghĩa là nhiệt lượng nước này nó tỏa ra là bằng cái nhiệt lượng mà nó truyền qua hai cái vách ngăn này. Rồi bây giờ cái bài họ hỏi nè, họ hỏi là gì? Mình coi cái câu hỏi để mình làm tiếp nè. Hỏi ở hai ngăn còn lại nhiệt độ biến đổi bao nhiêu trong thời gian nói trên. Vậy ở hai ngăn còn lại có nghĩa là gì? Cái ngăn chứa cà phê và cái ngăn chứa sữa. Vậy thầy cũng làm tương tự, cái ngăn chứa cà phê thì trong thời gian đó là nó sẽ thay đổi cái nhiệt độ là delta T2 nào đó. Thay đổi là thầy dùng cái từ thay đổi là thầy không biết là nó tăng hay nó giảm. Chắc chắn là nó sẽ một trong hai cái thứ đó, nhưng mà không biết tăng hay giảm thôi, hiểu không? Nên là bây giờ viết tiếp nè, bây giờ mình gọi delta T2 là độ thay đổi nhiệt độ trong ngăn chứa cà phê. Ngăn số 2 là chứa cà phê, đúng không? Đó là cái thứ nhất. Rồi ta có nè phương trình cân bằng nhiệt ở ngăn này,
chứa cà phê. Đó, nói rõ luôn ha. Rồi cái phương trình nhiệt là gì? Cái quy này á, là cái quy cà phê này là trao đổi nhiệt của cà phê, thầy cũng không biết nó tỏa hay nó thu thì kệ nó thôi, phải không? Là quy này là đặt là cà phê CA đi ha. À, rồi bằng này, bây giờ mình thấy này, cà phê là mình nhìn ở đây, thầy dùng cái màu khác để thầy vẽ cho chúng ta, ví dụ như là màu màu đỏ đi, màu đỏ nha. Rồi cà phê là mình thấy là gì, cái ngăn cà phê này nó có hai vách ngăn trao đổi nhiệt, cái vách ngăn là 1 2 và cái vách ngăn là 2 3, đúng không? Cái vách ngăn 1 2 á là nó sẽ truyền nhiệt, đây là cái mũi tên này, rồi là nó từ 1 truyền vô 2. Còn 2 3 là gì, là 2 á là 35 độ, còn 3 là 20 độ, là nó sẽ truyền từ đây qua đây. Vậy là nó thu nhận từ nước nhưng mà nó lại truyền qua cho sữa đó. Vậy thì chúng ta có là gì, thì chúng ta thấy không, vậy thì lấy chúng ta lấy quy 1 2, quy 1 2 là nó nhận vào là quy 1 2, nhưng chúng ta lại trừ quy 2 3 là bởi vì nó truyền qua cho cái ngăn sữa, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta viết tiếp quy CA, quy là bằng m nhân c nhân delta t, nhớ không? M nhưng mà m nhân c là mình đặt là quy rồi, thì mình lấy quy này chia cho 2 nhân cho delta t2. Tại sao quy trên 2? Chúng ta biết là hồi nãy là cả cái ô lớn này nè, thì khối lượng của nó sẽ gấp đôi cái ô này chứ, đúng không? Cái ô, cái hình vuông này nè, đó, đúng chưa? Cái ô này nó nhỏ bằng một nửa cái ô này, nên là cái khối lượng của cái chất trong này là 2 với 3 là nó bằng nhau, nhưng mà nó bằng một nửa của cái ô 1 thôi. Và thầy cũng nhắc lại nè, bản chất là khối lượng của cà phê, của sữa, của nước là nó khác nhau, nhiệt dung riêng cũng khác nhau, nhưng trong bài này họ coi là về phương diện nhiệt là nó giống nhau, nên cái nhiệt dung của nó là thầy coi như là nó giống nhau, coi như là m của nó bằng nhau, c cũng như nhau luôn, hiểu không? Vì đề bài họ cho mình mới làm được cái điều đó, nên chỗ này thầy chia đôi là bởi vì khối lượng trong này nó nhỏ một nửa so với cái ô 1, đúng không? Còn ô 2 với ô 3 là nó bằng nhau đó, lý do là như vậy. Còn delta T2 thì đó là độ thay đổi ở cái ngăn 2 đó. Rồi còn quy 1 2 trên mình có rồi, quy 1 2 là bao nhiêu, là 30 ks, ks nhân 30 trừ quy 2 3, quy 2 3 của mình là ks nhân 15. Rồi quy trên 2 viết lại nhân delta T2 viết lại bằng KS 30 trừ KS 15 là đặt KS ra, còn 30 trừ 15 là còn 15 nhân K nhân S, đúng không? Rồi tương đương thế số quy đây nè, ở trên mình tính được là KS nhân 75, đúng không? KS nhân 75 rồi chia cho 2 rồi nhân delta T2, bên này là K nhân S nhân 15. Hai bên có KS bỏ đi, mình suy ra delta T2 là mình lấy 15 nhân chéo nó lên nhân 2 rồi chia cho 75. Bấm máy tính thôi. 15 nhân 2 là được 30, 30 chia 75. Chúng ta đến được 0,4 độ C. À, thay đổi nhiệt độ delta T thì nó là 0,4 độ C. Vậy ở cái ngăn độ, ở cái ngăn cà phê á, là nó sẽ thay đổi 0,4 độ, giảm đi 0,4 độ ha. Mình chỉ biết thay đổi hay giảm hay tăng cũng không quan trọng ha. Đó. Rồi tương tự như vậy mình làm cho có ngăn còn lại, đó là đối với ngăn sữa ha. Thầy có cái hình này xuống nha. Rồi đưa xuống dưới, cái sữa thì mình làm tương tự cà phê thôi. Vậy thì ở trên mình trình bày sao, giờ mình trình bày ở đây nè. Đúng rồi, gọi delta T2 là độ thay đổi nhiệt độ trong ngăn chứa cà phê, thì bây giờ tiếp theo là delta T3, không? Gọi delta T3 là độ thay đổi nhiệt độ trong ngăn
chứa sữa, đúng không? Đó. Sữa là ngăn số 3. Rồi tiếp theo là gì? Mình cũng làm tương tự, bây giờ mình viết phương trình cân bằng nhiệt, đúng không? Phương trình cân bằng nhiệt trong ngăn chứa sữa hoặc là ngăn số 3 đó là, rồi ta có nè, Q số 3 đó là đặt là Q sữa đây ha, Q sữa bằng cái ngăn số 3 nè. Bây giờ thầy vẽ cái đổi cái màu khác cho mình coi, màu xanh này đi ha. Ngăn số 3 là ngăn sữa là mình thấy là gì, 2 với 3 là nó có một cái vách ngăn đây, là nó sẽ truyền nhiệt từ 2 sang 3, là bởi vì 35 độ bên này 20 độ. Rồi đối với cái ngăn vách ngăn bên này nó thông với nước, nó tiếp xúc với nước thì nước là 65 độ, sữa là có 20, vậy là nước bên nước nó truyền nhiệt qua bên sữa, vậy bên sữa này nó nhận hết hai cái nhiệt đó, đúng không? Đó, vậy là bên này là Q23, bên kia là Q13, hai cái Q đó cộng lại, hình dung ra không? Vậy là Q23 cộng với Q113. Rồi còn cái Q sữa này là cũng là Q trên 2, được chưa? Nhiệt dung trên 2 là bằng một nửa cái O1. Rồi nhân delta T 3 bằng Q23. Q23 lúc nãy mình tính được mấy? Q23 là Ks nhân 15. Ks nhân 15 cộng Q13. Q13 đây, Ks nhân 45. Rồi, thay thế luôn nè. Q hồi nãy là mình tính được bao nhiêu? Đây nè, trên đây nè. Đâu rồi. Là Ks nhân 75, đúng không? Đó. Ks nhân 75. Tất cả cái này chia 2, đúng không? Cái này nhân cho delta T3. Cái này là đặt Ks ra ngoài. 15 cộng 45 là 60. Rồi mình bỏ Ks ở hai bên đi. Vậy từ đó chúng ta suy ra delta T3 bằng nhân chéo lên 60 nhân 2 chia cho 75. Bấm máy tính. Cái này chúng ta tính được là 1,6 độ C, đúng không? Rồi kết luận lại thôi. Vậy độ thay nổi nhiệt độ cái ngăn chứa sữa là 1,6 độ C. Còn ở cái ngăn chứa cà phê là hồi nãy mình tính được 0,4. Còn ở ngăn nước là nó giảm đi 0, à, 1, phải không? Đó. Rồi, vậy thì đây là cái bài bao nhiêu đây? 248. Thì theo nhận định của thầy thì cái bài này là tương đối là nó phức tạp á. Tại vì nó có nhiều cái yếu tố, nhiều cái chỗ nó mới lạ so với những cái bài trước giờ mình vẫn làm. Đúng không? Đó. Thì cái mức độ bài này thì thi là chắc là ở cấp tỉnh, cấp thành phố rồi đó. Đó, những cái bài như vậy nó cũng tương đối là khó. Bạn nào mà làm được tới bài này rồi thì có nghĩa là luyện những cái bài trước rất là thành thục rồi. Rồi chúng ta mới làm được tới cái bài này ha. Rồi vậy thì trong quá trình mà xem thì có cái phần nào chưa rõ thì chúng ta có thể bình luận xuống phía dưới, hoặc là có cái góp ý nào thì chúng ta cứ bổ sung xuống phía dưới nha, để thầy biết, thầy cũng có thể điều chỉnh dần dần để cho nó phù hợp với tất cả các bạn, làm sao mà chúng ta theo dõi nó dễ nhất. Chứ còn cái giải thì thực ra là nhiều lắm, ở trên mạng thì cũng nhiều cái giải, sách thì họ cũng giải phía sau đó, nhiều lắm. Nhưng mà cái vấn đề là mỗi người có một cái phương pháp giải, làm sao mà chúng ta thêm chúng ta dễ hiểu nhất theo cái phương pháp đó. Còn khi chúng ta làm ra đúng đó, thì kết quả đúng đó, thì cũng được công nhận hết thôi, phải không? Đó. Chứ còn không có phương pháp nào sai hết. Cái vấn đề là đối với mình là mình phù hợp với cái cách nào, cái nào mình cảm thấy dễ hiểu. Chứ nhiều bạn thì khi thầy dạy thì thầy cũng phát luôn luôn là phát tài liệu rồi luôn luôn là có đáp án luôn, nhưng mà đa phần các bạn coi trong đáp án đó thì đều không hiểu cả, đúng không? Bởi vì trong sách đó là họ giải là mục đích là nhanh gọn đó, nhanh gọn, nên là nhiều khi là hai ba bước họ gom gom vô đó họ giải một bước, nhiều khi mấy bạn đọc không hiểu. Còn thầy là viết là tách ra rồi mình giảng giải thì từng cái ý một rồi mấy bạn mới nắm được. Rồi, vậy là chúng ta đã giải xong bài 248. Hẹn gặp lại các bạn ở cái bài tiếp theo. 249 ha. Rồi.